về quê bảo thằng này đi đá bóng chả ai tin thôi, tại vì gầy đen lắm, đen xì. Ở nhà ấy, tình trạng mẹ vẫn phải đang đút cơ, mẹ vẫn phải đang đút cơ. Đặng Thế Dũng thấy cháu đã được muốn chọn vào ấy, bố mẹ cũng để cho đi nhưng mà cũng phải đắn đo hỏi rất nhiều người. Đi được tầm tuần là hầu như là tối nào cũng ngồi nhìn ra cửa sổ nhìn ra đường là khóc. Hồi đó là em cũng rất là thường trốn đi chơi điện tử, bị bắt được và gọi bố mẹ lên. Lần này là bố còn nhẹ nhàng, còn lần sau thì đừng có nói gì nữa. Nhưng bây giờ thì em cũng thấy rất là vui, cái con đường của mình đi cũng được một cái gọi là thành công nhất định. Em nghĩ là em dành sự tự hào cho bố mẹ. Cụ Tạt ơi, dạ. Hôm nay anh em mình sẽ đến đặt chân ở đây là cái mảnh đất thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Vì em rất là thích cái sự trong lành này, cái sự thoải mái của làng quê, ao cá này, của vườn cây này. Nhưng mà em thì em lại đang không biết là lý do vì sao ngày hôm nay anh lại đưa em về tận Thái Bình để làm gì nhỉ? Với một cầu thủ đang là nổi tiếng mà rất trẻ, người Thái Bình, đoán xem là ai nào? Thực ra thì nếu mà mình thu gọn lại trong địa bàn của huyện Đông Hưng này, xã Đông Hoàng này, em nói thật với anh, trước khi mà em gặp anh ở đây là chỉ cần một chiếc xe đi qua thôi mọi người cũng sẽ hỏi thăm là đi đến nhà ai đấy. Mà chỉ cần hỏi gia đình cầu thủ này thôi thì được chỉ đón một cách rất là tận tình, và thậm chí là họ có thể sẵn sàng đưa mình đến tận nhà của cầu thủ đấy luôn. Thế là biết rồi gì? Cầu thủ gì? Cầu thủ gì? Nhâm Mạnh Dũng, chuẩn luôn. Đó, nhà Dũng đây. À, nhà Dũng ngay bên này rồi ạ. Vâng. Anh hỏi thăm rồi, nhà Dũng ở đây. Xóm người ta bảo là có một cái cổng rất là đẹp, rất là to, hai bức tranh ở hai bên. Chính xác đây rồi. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Có đó. Ôi, chào gia đình ạ, chào cô ạ. Cô chào các con nhá. Chào. Ôi, đúng nhà rồi. Hôm nay chương trình gõ cửa thăm nhà sẽ sộc vào nhà của cháu. Đi hả? Đây là mẹ. Ô, mẹ quá trẻ ạ. Các cháu vào nhà. Phá dứt điểm ngoạn mục. Và vừa rồi chính là Nhâm Mạnh Dũng. Hôm nay là rất là vinh dự là được đón bác với các cháu là trong bên chương trình đến thăm nhà của Nhâm Mạnh Dũng. Đặt dấu mốc là có cửa thăm nhà được đến thăm gia đình của Nhâm Mạnh Dũng thì chương trình cũng có một phần quà nho nhỏ. Dạ vâng, em cảm ơn. Chú với Trang Mù Tạt đến đây thì là tìm nhà thì là rất dễ rồi, bởi vì ai cũng biết nhà Nhâm Mạnh Dũng, chỉ một cái là đến liền. Trước đây thì cháu có đọc những cái thông tin mà lúc mà Dũng mới đi thi đấu về ấy, mà đặc biệt là giành huy chương vàng ấy, là cả xã cả thôn là treo ảnh của Dũng rất là nhiều. Đón từ xã đâu làm đi. Đến nhưng bây giờ Dũng còn nhớ là mình đã sở hữu bao nhiêu huy chương không, hay là chiếc cúp không? Nhiều lắm, bạc có, đồng có, vàng cũng có. Đấy, thế là Dũng là bắt đầu tuổi thơ với trái bóng là từ năm mấy tuổi? 5 tuổi. Đợt đấy thì cũng chưa biết đá mấy đâu, nhưng mà đi chụp ảnh là cứ, hoặc đi là trường mẫu giáo ấy, bố bảo là cứ phải ôm quả bóng. Ôm quả bóng nhựa. Chụp ảnh với cô giáo là cũng là phải ôm quả bóng. Ngày xưa là cái sân đây, cái đường làng này chắc là đều là thành sân bóng của Dũng hết đấy nhỉ? Xưa sân đây thì trước có cái bếp thì ba ấy, bác ở đấy thì có cái tường đi, cháu cứ lấy bóng nhựa cho đá đấy, đá mà cái vữa tường nó rơi ra. Bà nội chửi, đá cả lên ngói, nó rơi ngói rồi. Bà cứ mắng vậy mà bóng mà rơi đâu là bà toàn cất hộ. Bà thì hay trách móng, nhưng mà ở trong gia đình bố hay mẹ hay ai người dễ bao che hay là gọi là tiếp tay cho Dũng để chơi bóng? Chung bố mẹ thì ngày xưa cũng không hay bao che đá bóng cả. Ngày xưa có ông nội, còn ông nội thì mẹ hay bố mắng là cứ chạy ra ổng.
ông bảo vệ. Là gia đình nhà mình là được mấy anh em mà chị? Vợ chồng em đẻ ra là được Dũng với lại Trung. Trung với đến Dũng thì anh mới lập gia đình. Anh Trung thì anh sinh năm 94, Dũng thì là năm 2000. Nhưng mà Trung thì là có thích đam mê sự nghiệp bóng đá giống như là Dũng không ạ? Anh Trung thì không. Có mỗi Dũng là yêu bóng đá. Dũng là sao lại? Cũng không phải là yêu bóng đá đâu. Người đi học thì học cũng được. Giỏi. Trường trường rồi đấy. Ở trường thì nó có tổ chức là các trường đá với nhau. Khối lớp 5 ở trường này đá với các lớp 5 ở xã khác. Họ chọn đi đá từ cụm huyện rồi lại tỉnh ấy. Kiểu nước chảy bèo trôi theo bóng đá. Đây cái ảnh này là đội bóng của thôn tặng. Ngày xưa là ra nhà văn hóa ở đây này. Đá nhưng mà toàn đá mấy anh hơn tuổi. Mình bé thì mình cứ ra đá xong anh trai thì thợ bắt nạt nó cứ ra gọi về. Ngày trước là em đi đá, đấy là đá sân 5. Mà em không phải đá tiền đạo, em đá trung vệ cơ. Như là bố kể là đá được một trận, hai trận là có thầy ở trường năng khiếu gọi là Đặng Thế Dũng. Thấy cháu đá được muốn chọn vào ấy. Bố mẹ cũng để cho đi nhưng mà cũng phải đắn đo, hỏi rất nhiều người. Cả thầy giáo ở trường các thứ. Nhưng mà chứng tỏ là anh xa nhà cũng sớm đấy chứ. 11 tuổi. Nhưng mà cái lúc đấy xa nhà thì những cái khoảng thời gian đầu thế nào? Ở nhà ấy, tình trạng mẹ vẫn phải đang đút cơm. Trường thì lại phải tự túc hết. Ăn cơm này bát ai người đi cầm đi ăn, ăn xong thì rửa cầm về. Thế có khi nào mà buồn quá khóc gọi điện về cho mẹ mà bố mẹ đón con về không? Em đi được tầm tuần là hầu như là tối nào cũng ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn ra đường là khóc. Sao mà bố về bố khen buồn ông Dũng thế mà cũng nhìn thế? Em cái tối mới khóc còn ban ngày cơ. Tối ông toàn khóc một mình. Tối còn con ngồi nhìn cửa sổ khóc. Thế bây giờ còn khóc được không? Không. Phải lớn lớn tí tầm 13, 14 thì bắt đầu mới đứng hết đỡ. Nó chưa gầy lắm. Đen. Gầy lắm. Đen xì. Thế nhà là có ai làm nghề thể thao ví dụ như là hoặc là đá bóng cầu thủ không mà sao lại có họ nhà cháu ấy không? Nhà đúng là không có ai cả. Cả dòng họ cũng không có ai theo nghề thể thao cả. Thế nên là đến lúc mà Dũng mà đi theo nghề bóng đá này là cứ phải đi hỏi. Nên ai người có lúc thì người bảo thôi đi được đấy. Lúc thì đi đến nhà bác này hỏi thì bảo không, để cho nó học, nó đang học giỏi. Tiếc chỉ tiếc mỗi cái là Dũng học giỏi thôi. Em vào trường năng khiếu hay là vào câu lạc bộ ấy, thì là cái việc mà mình học văn hóa thì vẫn được duy trì chứ đúng không? Bây giờ đợt em vào theo là cấp 2 là vẫn còn học ở trường văn hóa. Sáng đi học, còn chiều về tập. Thế bây giờ Dũng là đang là biên chế của câu lạc bộ Viettel đúng không? Đúng. Ừ. Thế là vào Viettel được lâu chưa? Vào Viettel thì tính đến nay cũng 10 năm, từ tháng 8 năm 2012. Đó là bao nhiêu tuổi nhỉ? 12 tuổi. 12, 13 tuổi mà đã có thâm niên hơn 10 năm trong nghề rồi. Ngày xưa mà bảo về quê bảo thằng này đi đá bóng chả ai tin thôi, tại vì gầy đen lắm. Đen xì bắt đầu hết năm 15 tuổi là bắt đầu nó mới cao, 15, 16 là bắt đầu cao hẳn lên. Cái này không bố đi làm với cả anh đi làm mà chú cứ thắc mắc là xong mẹ thì to cao mà hình sao Dũng thì thấp bé đấy. Bố cháu thì cũng được 1m7. Ai hỏi xong mày giống ai mà cao thế, cháu toàn bảo giống mẹ. Theo gen của mẹ. Chú cứ nhớ mãi cái bàn thắng mà cháu ghi bằng đầu của cái SEA Games vừa rồi tại sân Mỹ Đình. Trận quan trọng của Dũng đấy thì hôm đấy là bố với mẹ ở trên sân hình đấy. Vâng. Nhà là có mỗi bà nội thôi. Vâng. Bà nội bảo là toàn người đến cổng, bà cũng mở cổng cho vào. Các cô các bác đến là cũng mở tivi lên rồi là mọi người xem đi xem lại cái bàn thắng đấy. Vâng. Hôm đấy là công tác tư tưởng mãi mẹ mới đi. Cô có nhiều lần trực tiếp xem Dũng thi đấu trên sân không? Chắc là duy nhất rồi. Mừng đến nỗi mà không đứng dậy được. Vâng. Chờ Dũng đánh đầu vào cái là Trung ngồi bên cạnh là anh. Nhìn đầu là mẹ ơi Dũng đá vào rồi. Thế bắt đầu đứng hết lại rồi. Còn mỗi thì mẹ ơi tất cả đứng hết, mỗi mẹ ngồi thủ rủ này. Nhưng mà lúc đấy là vì sao tâm trạng là phải nghe đúng tên là cần nhấn mạnh Dũng vào là ôi trời lúc đấy mới đứng lại, còn không là cũng phải ngồi để nghe. Mẹ cháu là thường thường là sợ, không dám xem. Con mình đá, nhiều khi cháu đá đây còn chả dám xem. Ngồi tivi còn chả xem luôn. Toàn sợ làm sao. Chứ bảo né, nhưng mà nhiều khi né cũng không được. Thế nên là cứ bảo Dũng là con không được như các bạn khác thì phải dặn thì. Đúng. Mà Mù Tạt có biết không? Nhâm Mạnh Dũng có một cái đặc biệt là cái tài đó là một cầu thủ ở rất nhiều vị trí. Em biết. Nếu mà nói chính xác anh ạ, là không chỉ là kiểm soát bóng bằng hai chân mà còn kiểm soát bóng rất tốt bằng hai tay. Đúng rồi đấy. Trận mà thủ môn bất đắc dĩ đấy. Đúng rồi, trong trận đấy thì là
là bị thẻ đỏ. Đúng rồi. Sân thì là bắt buộc là trong đội lúc đấy là phải là chơi 10 người. Đúng rồi. Xung phong à hay là không, huấn luyện viên chỉ định luôn á? Chỉ định luôn. Hôm ấy hình như chú nhớ là hình đá với Ả Rập. Huấn luyện viên chỉ định luôn, xong bắt đầu là ra thay áo ở môn mà thay đổi 3 lần, nó chưa đồng ý. Cuối cùng là phải không có số, không có tên. Mình cũng có thể ngày hôm nay giới thiệu đây là thủ môn nhưng Mạnh Dũng. Thủ môn là thẻ đỏ đúng không? Vâng. Thì là cởi găng tay ra đúng không? Đúng là, thì mẹ xem thì không nghĩ là Dũng cầm cái hai găng tay lên thì bảo với mấy người xem là Dũng lại cầm găng tay lên nghịch kìa. Xong là trêu và bảo Dũng là Dũng còn làm cả trọng tài nữa. Đám cái thằng gì đấy? Hàn Quốc. Có tình huống mà số 17 hay số mấy bên Hàn Quốc đã bị một thẻ vàng trước rồi. Xong rồi đến quả phạm lỗi đấy thì thổi phạt là thẻ vàng thứ hai. Nhưng mà cái thằng đội trưởng của nó ấy nên chạy ra, thế là ông trọng tài những cái kiểu không nhớ ấy sao ấy. Không nhớ là gộp để rút thẻ vàng cho ông đội trưởng, còn cái ông 17 bị một thẻ vàng rồi lại chạy cho khác. Đấy, em mới ra bảo ông không phải số 4, đây số 17, xong tí nữa ông sẽ xem va lại. Trên mạng nó bắt đầu chụp lại với cái đấy bảo là kiêm luôn cả trọng tài. Trong những cái vị trí đấy thì Dũng yêu thích nhất cái vị trí nào? Đương nhiên là tiền đạo rồi. Vâng, Dũng đâu bao giờ dắt bạn gái về chị ạ? À. Dũng thì nói chung là cái đợt SEA Games vừa rồi đấy là có bạn nhưng chỉ là bạn ấy thôi. Bạn bạn cũng là bạn gái. Bạn là con gái. Đấy, bạn chưa thân. Hay là Dũng có bạn gái thì mà Dũng giống bố mẹ hả? Hiện tại em đang độc thân. Thế thì tiêu chí tìm kiếm bạn gái của Nhâm Mạnh Dũng là như thế nào? Tiêu chí của em thì đơn giản thôi, ngoan, biết lo cho gia đình. Cần phải xinh. Cao. Không, cái đấy không quan trọng. Đừng thấp quá được. Có thích rằng là người yêu của mình làm trong ngành nghề nào không? Ví dụ như là biên tập viên truyền hình nào, MC nào. Nghề nghiệp thì em cũng không quan trọng. Thế là chúng tôi hy vọng là với những tiêu chí mà ngày hôm nay Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ rất đơn giản tới quý vị ạ. Hy vọng là sẽ có nhiều cô gái khi mà lắng nghe được câu trả lời này có thể kết nối để thôi một phần cũng là sự mong mỏi của cô thương và chú ngoan. Bố mẹ cũng hy vọng là như thế. Thế nhưng ngày mà em được nghỉ ở nhà như thế này mà không phải là sẽ giúp đỡ bố mẹ đúng không? Ví dụ như là chuyện cơm nước đi. Cơm nước là có hay giúp đỡ? Có chị dâu, mình phụ một cái rau riếc. Thật em nấu ăn không giỏi, em thì ăn giỏi. Em được cái là về là muốn làm cái gì là bố mẹ bảo thôi cứ ngồi chơi đi. Mày thì biết làm cái gì đâu. Vướng tay vướng chân thêm đấy. Cho chị đi xem những cái nơi mà để lại dấu giày của em ở trên đấy, để xem là ngày xưa chính là cái nôi đầu tiên mà để giúp cho Dũng được chạm vào trái bóng nó như thế nào. Gọi là dấu chân thì ừ. Ngày xưa đi đất. Đúng rồi. Rồi thế bây giờ là một tạt này với cả Dũng ra xem là cái nơi mà để lại dấu chân của Dũng thế còn Đức Khuê sẽ cùng với mẹ của Dũng là sẽ xem là chế độ dinh dưỡng của cầu thủ khi mà được trở về nhà với gia đình thì như gì. Dạ vâng, chị em mình đi chúng cháu xin phép ạ. Thì bây giờ thì chị em mình sẽ đi khám phá những nơi có dấu chân của em nhé. Tức là ở phía bên này cũng là đất của nhà em luôn hả? Vâng, ở dưới kia là bếp, còn sau nữa là gà. Ồ, thế là... nên là từ đất nhà mình là từ đây. Vâng. Sâu ra đến đây. Vâng. Ôi, chắc chỗ này. Còn cái ao nữa. Công ơi, này thì có quá nhiều đất này thì gia đình ở sao hết? Thì đang thiếu thêm thành viên đấy. Có ai về ở thì ở. À đấy nhá mọi người nhá. Bờ ao này là nhà em chắc cũng có lâu rồi đúng không? Vâng, lâu lắm rồi. Trước ở đây là một hàng tre này, thêm cây ổi này, cây xoan. Thường ngày xưa là cứ trèo lên ăn ổi xong lại nhảy vắt xuống. Thế thì cái đường nhà mình là để đi ra nhà văn hóa chỗ em hay chơi bóng là đi đường nào? Đây, đi từ đây đi thẳng ra là tới. Đừng nói là cái ao to hơn này là của nhà em nhá. Ao này nói chung trước bố em với một bác nữa cũng chung cái ao này để nuôi cá bán. À thế giờ lại... thôi. À thôi rồi. Ngày xưa là cứ khoảng mấy giờ là em với các bạn ra đá bóng? Ngày xưa thì bọn em phải học chiều nữa nên là cứ phải học xong toàn chạy đường ruộng về. Xong bắt đầu là vất cặp cái là phi ra đầy đá. Giờ là tần suất đá có nhiều không? Ngày nào cũng đá. Đá đến tối mà phải gọi về ăn cơm. Đây đình đang sửa. Đây là đình. Tết là mọi người sẽ mọi người sẽ ra đây trước 12 giờ đêm ra đây xin lửa, cầm hương đi xin lửa về để thắp. Tức là tục ở thôn em đúng không? Nhà Dũng là được bao nhiêu năm rồi thì được về để xin lửa cùng với gia đình ở thôn? Hầu như năm nào em cũng về. Tại vì trước anh em đi lao động gọi là đi làm bên nước ngoài thì thường là em về em đi xin với bố. Ai không hợp tuổi thì ở nhà. À đúng rồi. Còn đúng rồi, ai hợp tuổi thì đi xin lửa về xuống đất luôn. Đây nhà văn hóa đây. Trước là nó là đất cát và cỏ. Bây giờ họ lát hết gạch. Bà dạo này có xem bóng đá xem cháu nó Dũng nó đá bóng không?
không chuẩn. Sao thế? Tôi cháu được một cái quả bóng rồi đá vào đấy là tôi mừng, quá mừng. Cứ xem cháu cái giờ các cháu nó cứ lăn là tôi kinh. Vì sao mà lại không dám xem cháu nó đá bóng nó chuyên nghiệp rồi mà? Các cháu nó ngã khinh ra khinh vào tôi sợ lắm. Bà ngã rồi. Bà ngã một lần đau quá sợ. Đau đi Hà Nội tháng rồi. Bà ngã chân là bị gãy xương đùi à? Gãy xương đùi đây này. Cái bà có phải mổ không? Có phải mổ, nó mổ từ đây đến đây thôi. À thế sao? Bây giờ là cái 11 cái đinh với cái nẹp còn đây. À. Không đi được. Đi được nhưng mà bây giờ ngồi đứng. À. Cho nên là mỗi lần nhìn thấy cháu Dũng nó ngã là sợ lắm đúng không? Không có lời không. Thì xem một tí là thôi. Không xem nhiều. Hồi mà cháu Dũng nó vào SEA Games đá ở đội tuyển đấy thì bà con hàng xóm đến có đông không? Các cháu nó đến đông lắm. Cái thằng cháu nó học lên mấy rồi mà nó đi xe đạp từ Hải Dương nó vào đây. Vâng. Xem chú vẽ cho cái chữ ở cái áo này. À. Với lại chú cho cái gì nữa, đường Dũng này. Vâng. Nó đạp xe nó về. Diêu Man Kheo, thuốc dạ dày chữ y. Giảm nhanh cơn đau dạ dày. Các cháu nó hâm mộ. Và chú Hải Phương đi bộ vào. Hồi bé bà có muốn Dũng nó đá bóng không? Cũng không thích nghề cho cháu hâm hộ. Là cháu đi. Cháu còn học mẫu giáo ở đằng kia mà nó đi học cô giáo. Cứ ôm quả bóng này là nó đi. Đi cũng thương cháu. Nhưng mà cháu bây giờ thành đạt như thế là trưởng thành như thế. Mừng lắm. Mừng lắm, thành công như thế là mừng ạ. Cháu về được mấy hôm đấy là cháu đi là nhớ lắm đấy. Vâng. Thế rồi chúc bà sức khỏe nhé. Vâng. Thế ngày xưa là ngoài đá bóng ra thì bình thường em còn chơi trò gì khác ở nhà văn hóa không? Xưa nhà văn hóa bọn em là đá bóng là nhiều, còn đánh cầu thì không có. Ừ. Đánh cầu hay vào trong đình. Ừ. Tại vì nó có chỗ. Người ta còn chơi cờ trong đấy, đây chủ yếu là bóng. Cái hôm em ghi bàn là người ta treo một cái băng rôn. À, băng rôn ở đây là nhiều. Mấy bác còn bảo, mày yên tâm để đây tao trông cho. Thế thì bây giờ chị có một cái thử thách này dành cho Dũng nhá. Tức là em sẽ quay trở lại tuổi thơ của mình vào trong cái khoảng đấy, cái thời tầm mấp 4, lớp 5. Bây giờ thì Nhâm Mạnh Dũng với trái bóng này em phải đá đúng với cái phong cách ngày xưa em đá ở đây. Xưa thì nó là cái sân đất xong rồi có sỏi gạch ấy. Đá chân đất đấy. Nhiều khi đá là sút cả bóng gạch luôn. Thế nên là bây giờ chân là chân nó không được lành lặn. Cái thử thách này là em sẽ bỏ chiếc dép này ra. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với một trận đấu vô cùng nảy lửa giữa thôn Thanh Long và Từ Liêm Hà Nội. Và đây là một trận đấu rất là cân tài cân sức, bởi vì là tôi mới vào nghề và đối thủ của tôi thì năm nay cũng mới chỉ 10 tuổi thôi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tung đồng xu để biết rằng là đội nào sẽ là đội được giao bóng trước. Xin mời trọng tài Nhâm Mạnh Dũng ạ. Chị chọn mặt nào? Chị chọn mặt có số đi. Mặt có số à? Mặt này cũng có số. Thế thì tóm lại chị chọn mặt kia. Đây, chị đây chọn mặt này. Đúng rồi. À. Bóng của em. Tôi xin nói trước là tôi rất là có thù với trái bóng. Thế là hy vọng là tôi sẽ nhận được sự cổ vũ lớn đến từ quý vị khán giả. Bắt đầu nhá, em đá lại nhé. Rồi. Giật chân. Một trận đấu đầy thử thách. Thôi bắt thôn Từ Liêm này đá luôn. Máy. Ui. Ui à. Ở trên kia. Đóng cửa cứng rồi. Thôn Thanh Long 10 tuổi nên là chỉ đá được thế thôi. Ui. Hòa đâu. Rồi, quay lại. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới kết thúc trận bóng giao hữu. Một trận cầu đỉnh cao giữa thôn Thanh Long và huyện bây giờ gọi là phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trận đấu được diễn ra theo một cách rất là hơi cồng kềnh, khiến cho tỷ số của chúng tôi cũng được san bằng bất cứ lúc nào mà chúng tôi không hề biết. Với sự thả lỏng của đối phương từ thôn Thanh Long thì tôi đã ghi được một bàn. Và với sự lơ là của tôi thì đối thủ cũng đã ghi nhận một bàn nữa mà. Hy vọng là trận bóng này quý vị cũng đã nhìn ra được cái tiềm năng của hai cầu thủ chúng tôi. Đặc biệt là thôn Bắc Từ Liêm. Đấy là mơ ước của tôi. Thế nhưng mà thông qua một vài những cái hình ảnh mà chúng tôi tái hiện lại như này thì quý vị cũng có thể thấy được rằng là nơi mà Dũng đã thể hiện được cái sở thích cũng như là cái khả năng của mình
Chính là tại nhà văn hóa của thôn như thế này thì đã làm nên một Nhâm Mạnh Dũng. Bây giờ trở thành một cầu thủ rất là nổi tiếng, trẻ, tài năng và có thể chơi linh hoạt ở rất là nhiều vị trí. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những câu chuyện tiếp theo đến từ Nhâm Mạnh Dũng. Đây là đầu bếp thượng hạng của gia đình. Đầu bếp này có phải học hỏi, có phải tìm hiểu hoặc là có ai hướng dẫn để làm sao chăm sóc cho cầu thủ chuyên nghiệp? Thôi thì em cũng thấy là quay trên TV hay là xem ở trong báo sách, ăn thịt bò là sẽ tốt cho cầu thủ là về cơ bắp đấy, và rắn chắc để trong khi thi đấu còn đỡ đấy. Nên là mẹ cứ mỗi khi Dũng về là thường là có món bò và tôm và gà nhà nuôi ra. Đấy, thịt gà là bố mẹ nuôi ra thì cho Dũng về. Thế là ngày xưa hồi nhỏ Dũng có khảnh ăn không? Tức dạ, là... ngày xưa hồi nói đến ngày nhỏ thì Dũng rất là rảnh ăn mà lại còn ăn nún nữa cơ. Đấy, nên là mẹ thì trước khi đi vào nghề bóng đá thì là mẹ ở nhà mẹ là mẹ toàn đút cơm. Đấy. Nên trường thì là sao lại cũng tự lo cho mình được. Thế là bố mẹ bây giờ là rất yên tâm. Dũng ăn có tốt không ạ chị? Dũng về nhà được cái là gà là cứ nửa con. Úi được nửa con, bò xào là mấy cân? Bò xào, gần 3 bữa. Thế thì bây giờ nói về cái sự ảnh hưởng đi, về cụ thể về trường hợp cá nhân của em thì là ai là người có cái tầm ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng lớn nhất của em trong bóng đá? Ảnh hưởng đến em thì Đặng Phương Nam và bác Đinh Thế Nam dẫn dắt em hồi còn là lứa U. Chỉ cho em cũng rất là tường tận những cái cách di chuyển. Và thường lôi em là tập thêm. Tiền đạo thì phải dứt điểm mà thường phải tập thêm nên là... Trước đó là em tập với bác Đinh Thế Nam. Là từ năm em bao nhiêu tuổi? Từ năm em 14. Hồi đó là em cũng rất là nghịch, thường trốn đi chơi điện tử. Đợt đấy thì em cũng trốn chơi điện tử và treo tường đi. Bị bắt được và cũng gọi bố mẹ lên. Lúc đấy thì thực sự rất là lo với sợ nhiều hơn là buồn. Nhưng mà lúc bố em lên thì bố em lại không quát mắng gì. Bố bảo mỗi câu là lần này là bố còn nhẹ nhàng, còn lần sau thì đừng còn nói gì nữa. Thế thì khi mà đến với cái nghề bóng đá này, cái điều mà khiến cho em động lại bây giờ mà khiến để em nói tự hào nhất về cái sự lựa chọn của em, đấy là điều gì? Em nghĩ là em dành sự tự hào cho bố mẹ. Cái lúc em đi thì nhà cũng khó khăn. Bố mẹ em thì mỗi lần lên thì phải đi từ sớm, lên mãi Hà Nội thì chắc phải 4-5 giờ dậy. Lên thì giết gà, cầm cho con cái đùi gà, cố cho con ăn cho nó khỏe thì xong chơi một lúc lại về. Nhưng bây giờ thì em cũng thấy rất là vui. Cái con đường của mình đi cũng được một cái gọi là thành công nhất định. Có thể nói rằng bóng đá thì không chỉ là cơ hội, là tương lai và thay đổi cuộc đời của Nhâm Mạnh Dũng mà nó còn có một cái sự thay đổi rất là lớn cho cả gia đình của em. Nếu Nhâm Mạnh Dũng bây giờ không phải là cầu thủ thì em sẽ trở thành ai? Em thì vẫn là chính em thôi, nhưng mà chắc là em sẽ theo con đường học. Em có sở thích về máy móc. Máy móc hoặc là công nghệ thiết bị hả? Em cũng hơi tỉ mỉ tí. Thích mày mò. Còn bây giờ thì chị em mình sẽ quay về nhà để xem là mẹ và anh Khuê đã chuẩn bị bữa cơm với thành phần dinh dưỡng như nào, chị cũng muốn biết nhá. Dạ. Nào. À. Mới có trận giao hữu ở nhà văn hóa mà về là bây giờ đã được tiếp đón một mâm cơm rất là thịnh soạn, là quan trọng hơn là lại được gặp của bố của Dũng nữa. Con chào chú ạ. Dạ, chú mới đi làm về ạ? Chú vừa đi làm. Để con thử điểm danh xem có những món gì nhá. Đây là có thịt gà này, có tôm này, có dạ dày heo này, có bò xào này. Nhưng mà quan trọng nhất, nổi tiếng nhất là phải kể đến món này. Còn nghe rất nhiều lần, được anh em bạn bè của Dũng quảng cáo rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay mới được chứng kiến ạ, được tận mắt nhìn thấy ạ. Đây là món giò mỡ ạ. Giò mỡ, giò nây. À, tức là làm từ cái thịt nây. Thịt nây em có biết là thịt gì không? Thịt nây là thịt bụng, thịt ba chỉ đấy. Ngoài kia là bạn dọ, dạ. Thế nhưng mà cái bữa cơm của Dũng như thế này là tức là đây là vì là chúng con về nên là chúng con được ăn ké, hay là ngày nào Dũng về là cũng được ăn từng này món ạ? Ngày nào cũng về cũng có một những món như thế này. Ôi trời ơi. Con đi đá bóng mệt như tầm bổ ấy. Làm nghề xây dựng ạ? Vâng, em nghề xây dựng. Khi mà Dũng tham gia cái SEA Games, chúng đó bố của Dũng có mặt chưa? Em có, từ đầu SEA Games cho đến cuối SEA Games không bỏ một trận. 5 trận ở Việt Trì Phú Thọ là hai bố con là có mặt hết. Cả anh trai của Dũng. Con xin phép hỏi chú là không biết là chú có cùng cảm xúc giống như cô Thương không? Tức là ngoài cái việc mà mình ngồi trên khán đài mình xem, mình cổ vũ con, nhưng mà
cô Thương thì có những cái khoảnh khắc là không dám nhìn xuống sân, đặc biệt là những cái lúc mà Dũng chuẩn bị có sự va chạm. Thế con biết là chú có rơi vào trong những cái trạng thái đấy không chú? Không, chú thì lúc nào cũng cổ vũ cho Dũng là ra sân là phải thi đấu hết mình, tất cả vì màu cờ phải đá nhiệt tình. So với những năm tháng mà chú với cô đi chạy vại hỏi hết người nọ người kia để quyết định đưa Dũng theo con đường sự nghiệp quần đùi áo số thì đến bây giờ chú đã thêm bao nhiêu phần yên tâm về em rồi ạ? Lúc đầu thì sao yên tâm? Dũng còn bé thì lần thì bố mẹ cũng lo một chút, nhưng đến bây giờ thì Dũng cũng đã dám giỏi lên nhiều, trưởng thành và tự tin lên nhiều, bố mẹ cũng bớt lo lắng. Và xin chúc mừng gia đình. Một cái thôi. Dạ. Xin lỗi hỏi lúc nãy đá bóng ở sân không đủ đói để ngồi trước cái phòng cơm hỏi sẽ khỏe. Vâng vâng, em mải anh ạ. Là anh không kìm được. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Vào đúng tiết Tết là hành nén, mỡ dưa hành không đủ đỏ. Cái vị chắc nó cũng hơi giống thịt đông nhỉ? Đúng rồi đấy, đấy đúng rồi đấy. Ăn kèm với dưa. Quặn tròn trong luộc 3 tiếng. À luộc. Nó không ngấy đâu. Thơm quá. Thế Dũng mà mỗi lần ăn mà tạt ga thì hết mấy khoanh này? Không, cháu ăn ít thế này. Cháu về là gà cứ lăn ra liên tục. Nuôi gà chỉ để phục vụ cháu về. Bố mẹ có hay thăm không ạ? 14 tuổi này, còn thế thỉnh thoảng lên. Đúng rồi. Chỉ lắm. Đi hơn 100 cây số lên cho ăn mỗi đùi gà về. Hôm nào cô phải, cô chú phải lên bất chợt này kiểm tra bất chợt đi tập mất. Nếu mà mai vừa bảo là lên chữ Dũng ấy, nó bắt may nữa là tối chiều tối này chứ gà đêm nay đi từ 4 giờ sáng. Hai bố mẹ đi xe máy. Đi đến thời điểm này thì cô chú có thể cho con biết là cái điều mà cô chú lo nhất về Dũng này điều gì không ạ? Điều bố mẹ mà lo nhất cho Dũng ấy là con cố gắng giữ gìn sức khỏe này, chỉ lo nhất là khi vào trận đấu không gặp may mắn là về chấn thương đấy. Lo là khi mà ra sân thi đấu với lại đội bạn thì to cao này, thế thì mình thì bé này đấy. Cô vẫn cứ lo lắng, cứ chỉ lo thế thôi đấy. Nhưng mà con hỏi thật cô là những cái lúc mà cô biết tin em bị chấn thương ấy, lúc đấy là có nghĩa là đứng ngồi không yên, làm cái gì khi để rồi lại quên, có nghĩa là lúc đầu óc lúc đấy nó không còn nhớ cái gì nữa. Thế là bảo rằng đến lúc anh Trung rồi là bố cứ bảo mẹ cứ bình tĩnh đấy, bảo mồm thì bảo bình tĩnh, nhưng không thể bình tĩnh được vì trong tâm mình là người con là người mẹ là lúc nào cũng lo lắng nhất đấy. Em mà bị sao cái là ý như rằng điện hỏi bảo thế con có cái gì không, cứ mỗi một trận đá mà thấy va một kiểu linh tính, chắc là linh tính là phải điện nhắn tin hỏi. Được. Nhưng mà là Dũng thì là biết mẹ rồi nên là hay giấu. Chấn thương thì giấu rồi, nhưng mà ví dụ như là có những cái câu chuyện gì trong đời sống hay là có những cái cuộc trải nghiệm thì em có hay tâm sự với bố với mẹ không? Có gì cũng gọi về kể mà, bảo không sao đâu thì vẫn bảo thằng này lại giấu. Em còn điều gì muốn chia sẻ với bố mẹ cũng như là quý vị khán giả về câu chuyện với trái bóng của mình không? Con giờ cũng trưởng thành cũng lớn rồi, nhưng mà cũng không phải bé trước nữa. Bớt lo đi. Nhưng bố mẹ thì cũng không phải lo lắng quá. Bảo không lo thì không được. Nhưng mà không nên lo lắng quá. Con bảo không sao thì yên tâm. Với cả thì cũng có tuổi nên là làm điều chế lại tí, tiết chế lại tí. Đấy, bắt đầu giữ gìn sức khỏe. Như công việc cháu ở xa này bảo làm sao mà về ngay không được. Cháu cũng động viên bố là không phải là nghỉ mà không đi làm. Làm bớt đi. Bớt. Chứ em nắm việc lắm. Em trước máy cày, máy gặt, đúng. Máy sát, lại máy xúc. Em làm cả một cái làng. Bố mẹ Dũng là vất vả lắm. Nên là Dũng cũng lo. Đi xa nhưng mà vẫn lo cho bố mẹ. Gia đình mình luôn yêu thương nhau và bố mẹ cũng ổn, Dũng cũng ổn là như vậy là tốt lắm rồi. Thế còn trong tương lai thì em có dự định gì? Tương lai thì em cũng giờ còn V-League thôi. Em cố gắng thi đấu tốt để có cơ hội được lên đội tuyển. Mục tiêu cuối cùng là lên đội tuyển. Hai nữa là phải chứng minh cho bố mẹ là mình đã trưởng thành rồi. Bố mẹ nào cũng lo nhưng mình. Nói chung là lo thì lấy vợ rồi vẫn lo. Hy vọng rằng là Dũng trong thời gian sắp tới sẽ càng ngày càng cố gắng để cải thiện những cái gì mà em đã làm được ở trong thể thao để làm được tốt hơn, đạt được nhiều mục đích hơn. Và mâm cơm của gia đình nhà Nhâm Mạnh Dũng ngày hôm nay em và anh Khuê được thưởng thức cũng không chỉ là có cả vị ngon của những gì mà mẹ của Dũng đã chế biến trong món ăn, mà chúng tôi còn cảm nhận được cả vị ngon của xúc cảm, của tình yêu, của gia đình nữa. Cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã cho gõ cửa thăm nhà, có những sự trải nghiệm, có những câu chuyện và có những cảm xúc thật là đẹp. Chúc cho cả gia đình nhà mình, đặc biệt là cô chú sẽ có thật là nhiều sức khỏe và có thêm nhiều những cơ hội để trực tiếp chứng kiến em thi đấu ở trên sân. Thay mặt gia đình thì cảm ơn
các anh chị trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Quý vị thân mến, chúng tôi xin được kết thúc chương trình tại đây cùng với khoảnh khắc mà chúng tôi được thưởng thức bữa cơm cùng với gia đình của khách mời là cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có thật là nhiều những bữa cơm đầm ấm và ngon miệng bên cạnh gia đình của mình. Và cũng hãy nhớ rằng luôn luôn ủng hộ Gõ Cửa Thăm Nhà để biết được đằng sau cánh cửa của những nghệ sĩ, những khách mời của chúng tôi sẽ có những câu chuyện gì nhé. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.